chú hỏi cháu ấy làm cái gì mà cháu bảo là làm mọi người vào bom hàng, cháu như thế có thất đức không? Lời ăn tiếng nói của cháu như thế là có đúng không? Ok bạn Nguyễn Minh Quang ơi, đương nhiên đi không vừa thì là bạn đổi lại là đương nhiên rồi bạn ạ. Đã bạn Hưng đâu rồi? Vẫn chú không chưa chặn đâu, cháu trả lời đi để cho mọi người bình luận cháu. Cháu ơi, có đức đi thì thả sức mà ăn, đừng mắt dậy cháu ạ. Không. Sống đàng hoàng đi, sau này còn cho con thôi. Có con cháu nó hưởng cái lộc một tí. Mua kiểu gì à bạn Việt đây, bạn Việt bia, bạn vào phở bò của mình ấy. Còn các bạn bảo không may mà cái chuyện mà nó không vừa thì các bạn cứ đổi, thì đương nhiên là mình sẽ đổi mà. Đáng kể thì đâu, có hơn cái trăm bạc làm gì mà để cho nhau khó chịu đúng không? Không bao giờ để nhau như thế, phải để khó chịu, có nhiều tiền đâu, có hơn trăm bạc thì nói bảo quá đáng, nhưng khi cho nhau còn được đúng không, quý nhau cho nhau còn được thì làm gì mà các bạn bảo bây giờ cháu mua cái về cháu không vừa, nó bị rộng quá, chú miễn ship toàn quốc bạn nhá, bà chú đổi cho cháu cái size này nhỏ hơn một số hay là thêm một số, đương nhiên là chú đổi, chứ làm sao mà chú không đổi, không phải hỏi cái đấy bạn ạ. Cái đấy đương nhiên là tôi sẽ làm những cái việc ý để các để anh em không phải phải thắc mắc đến tôi. Đúng rồi, Huy Hưng ơi, vẫn nói à, luật pháp có cấm bom hàng đâu. Đây là luật pháp, không nói về luật pháp, mà nói cái tức là cái con người, hiểu không? Thất đức và không thất đức, mình con người hơn cái con đi bốn chân ấy, là biết thế nào là đúng là sai, hiểu không? Thế còn cái con đi hai chân ấy thì nó lại khác, nhá, thằng Huy Hưng nhá. Luật lại đi nói luật pháp nào có cấm bom hàng đâu, đúng không ai cấm cả, bom đi, hiểu không? Nhưng mà cái vận ấy, ông trời ông sẽ cho cái cả nhà biết ấy, hiểu không? Lúc mà không may mà mất thì còn không nhắm được mắt ấy. Đấy mới mới là cái nhục nhá, Hưng nhá, còn mà lần này nữa thì cũng nên nó phải chặn, hiểu không? Nhá. Đấy, bạn lo gì nói đấy. Đấy là cái tư cách, chứ mày làm thì bố mẹ mày hưởng hết. Thấy chưa? À, thằng Hưng vẫn còn nói được những lời như thế nữa à? Ôi đến chịu rồi, nghiệp quật vào nó nhanh thôi đấy. Ôi, cháu ơi cháu xin lỗi mọi người đi. Đó. Đúng rồi, cái thằng gì nhà cô ca này, cả nhà mày, cả nhà thất đức không biết dạy nhau này, ui giời nhục chưa. Ok, cảm ơn mọi người nha. Không phải bạn ơi, mình các bạn cứ bảo mình là đọc comment tích cực, nhưng mà có những cái mình không cần tích cực mà nói thì cần biết, mà kể cả là mình không quan trọng những cái coi bọn đấy, hoặc là mình có cần để mà lấy tương tác hay là cái gì đâu, không có cần đâu. Chặn nó luôn đi để cho nó khỏi, chứ mình cần gì tương tác đâu. Anh mở gian hàng rồi bạn ơi, à mình ơi, bạn ơi, cái này toàn những cái thằng A B C D A B C D này nó cũng lại vô phúc mục mã đấy, CC đấy. Đấy, mình chặn luôn đi, có cái gì đâu, mình cho nó có mồm như không. Thằng Nguyễn Cường này thế này, Nguyễn Cường ơi có mồm ông nói trả lời chú cá. Ok bạn, anh em Phú Thọ nhé. Ok bạn Đức Lê nhá. Ok bạn Di Hoàng nhá. À, không làm gì sai, không làm sai đi bom hàng người ta thất đức à,
hả? Cái đặc hương cho mày nách mẹ mà đi cho nó nhanh này. 1291 ở Huy Hưng này, chặn mẹ vào cho nó nhanh này. Cái thằng này chết mệt này, có làm gì sai mà sợ. Cái con người nó không còn cái nhận thức nữa rồi thì anh em cần gì nó đâu, đúng không? Không còn nhận thức nữa rồi thì đúng rồi, cho ra đảo rồi bạn ơi, ủng hộ mình mấy đôi. Ok bạn ơi, nó chỉ có 195k và 225k thôi. Chiều ca lên bàn, đi đi lên bàn thờ nhà chiều ca ngồi á. Ok chiều ca nhá. Và mình sẽ 195 và 225k bảo hành 6 tháng nhá. Một đổi một nhá. Mình không 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 cần bán hàng mà qua ai. Mua giày ở trang nào anh nhỉ? Ok bạn viết Nguyễn đây, bạn vào phở bò của mình nhé. Ok anh, chào anh em Yên Bái nha. Bạn vào cái